Đang cận Tết cổ truyền, hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng buôn bán vận chuyển hàng lậu qua biên giới, tội phạm ma túy càng phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cuộc sống của nhân dân. Bộ đội biên phòng tỉnh đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giúp người dân trên địa bàn đón Tết tươi vui, lành mạnh và an toàn. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, thời điểm hoạt động của các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng. Tại khu vực biên giới biển xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, lực lượng bộ đội biên phòng thuộc đồn biên phòng Long Sơn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển ma túy, pháo lậu qua tuyến biên giới biển. Tình hình hoạt động của tội phạm nói chung và các hoạt động liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là các cái mặt hàng mà phục vụ Tết, ví dụ như pháo nổ, rồi các cái hoạt động của tội phạm ma túy thì diễn ra tương đối khá phức tạp. Và thời gian gần đây ấy, thì trên địa bàn chúng tôi cũng đã bắt giữ một số vụ việc, và cho đến giờ này thì chúng tôi đang tập trung lực lượng để triển khai một đợt cao điểm tổng tấn công tội phạm trong địa bàn. Để đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới biển trong thời điểm hiện nay, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn biên phòng Long Sơn đã chỉ đạo các đội, trạm tăng cường nắm thông tin, đánh giá tình hình để xây dựng các phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường mòn, lối mở, khu vực cửa sông nhằm kịp thời phát hiện, trấn áp tội phạm. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, nhất là những người dân sống sát khu vực biển, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu và vi phạm pháp luật. Tết nhất mấy anh lực lượng biên phòng ở đây cũng xuống tuyên truyền cho bà con vào cảnh giác đồ, với lại đừng có bao che cho mấy tội buôn lậu ở gần biển của mình. Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm nên tình hình an ninh ở khu vực biên giới biển tại Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 và thời gian cận Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 được giữ vững. Tính từ đầu năm 2021 và nửa tháng đầu năm 2022, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì phối hợp phát hiện và xử lý 401 vụ với 480 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từ đây đến Tết Nguyên Đán, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, đồn biên phòng tăng cường hơn nữa lực lượng, mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, quyết tâm giữ vững bình yên tuyến biên giới biển. Trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chúng tôi cũng đã triển khai kế hoạch nghiệp vụ điều tra cơ bản địa bàn đối tượng có nguy cơ là vi phạm các quy định của pháp luật. Bằng những giải pháp trọng tâm trọng điểm, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong những tháng cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã và đang thu được những kết quả tích cực, góp phần tạo môi trường ổn định để nhân dân trên địa bàn đón Tết cổ truyền an lành, hạnh phúc.